Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông: vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói: không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp: không. Họ liền nói với ông: thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói: tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-siêu. Họ hỏi ông: vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời: tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi qua dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em có để ý thấy bốn cây nến không? Có ba cây màu tím mà một cây màu hồng. Bốn cây nến này tượng trưng cho bốn Chúa Nhật mùa vọng, mà trong đó có một Chúa Nhật là Chúa Nhật hôm nay này, Chúa Nhật màu hồng. Đáng lẽ ra tôi làm lễ tôi cũng mặc áo màu hồng luôn nữa. Chúa Nhật màu hồng để diễn tả cái niềm vui, Gaudete, hãy vui lên bởi vì Chúa gần đến. Cụ thể là lễ Giáng sinh gần kề rồi. Và niềm vui này không chỉ là niềm vui ở bên ngoài, mà là niềm vui Chúa đến trong tâm hồn. Cho nên tuần trước anh chị em có những ngày tĩnh tâm, rồi các cha đến ngồi tòa để anh chị em có thể xưng tội, lãnh nhận bí tích hòa giải, đón Chúa đến trong tâm hồn của mình. Hay như tôi gợi ý trong Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, đó là để Chúa nên hình nên dạng trong mỗi người chúng ta. Nhưng mà hôm nay giáo hội còn mời mình đi xa hơn nữa. Không chỉ là để đón Chúa đến trong tâm hồn mình, mà còn là dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn của những người khác. Thế cho nên ngay ở trong bài đọc thứ nhất này, anh chị em đã nghe sách tiên tri Isaiah một câu rất quen thuộc: thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa sức dầu cho tôi, và Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng, loan báo tin vui cho người nghèo. Và đồng thời giáo hội giới thiệu cho chúng ta một mẫu gương về việc dọn đường cho Chúa đến với người khác, là Thánh Gioan Tẩy Giả. Anh chị em nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả có hai tên gọi đấy. Một là Gioan Tẩy Giả bởi vì Ngài làm phép rửa. Còn tên nữa là gì? Là Gioan Tiền Hô. Ngài đi trước để dọn đường cho Chúa đến.
Vậy thì Thánh Gioan dọn đường cho Chúa đến bằng cách nào? Bằng cách là Ngài giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Cho nên Ngài rao giảng là có một đấng ở giữa anh chị em mà anh chị em không biết, thì bây giờ tôi giới thiệu cho anh chị em. Và nếu chúng ta đọc tiếp cái câu chuyện tin mừng hôm nay đó, thì anh chị em sẽ đọc thấy cái đoạn này. Sách tin mừng kể hôm sau Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, thì Gioan mới chỉ vào Chúa Giêsu mà nói: đây là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Ngài chính là đấng mà tôi đã nói là có đấng sẽ đến sau tôi, nhưng trỗi vượt hơn tôi vì có trước tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài. Thế Thánh Gioan Tẩy Giả dọn đường Chúa đến với người ta bằng cách là giới thiệu Chúa mà người ta chưa biết. Thế nhưng tôi đặt thêm một câu hỏi với anh chị em: bộ cứ giới thiệu là người ta tin à? Này, chúng ta đang sống ở trong thời kinh tế thị trường, và trong nền kinh tế thị trường thì cái quan trọng là làm sao người ta bán được sản phẩm, phải không? Và vì thế ở trong kinh tế thị trường, cái việc quảng cáo này, marketing rất quan trọng. Nhiều khi nó chiếm tới 1/3 chi phí sản phẩm. Chúng ta thấy ở trên truyền hình, trên mạng internet, người ta quảng cáo, người ta giới thiệu sản phẩm nghe đã lắm, nghe hấp dẫn lắm. Rồi mình đến lúc mình mua về thì mới lại phát hiện là đồ giả. Giả làm sao cả, phí tiền. Rồi khi mà đã bị lừa như vậy, mình không tin nữa. Anh thử ra đâu có phải là cứ giới thiệu là người ta tin đâu. Vậy thì tại sao Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu và người ta tin vào lời giới thiệu đấy? Là bởi vì cùng với lời giới thiệu đó, người ta nhìn thấy nơi Thánh Gioan một con người thực sự sống cái điều mà Ngài giới thiệu. Sống tốt lành, đạo đức. Anh chị em biết là vào lúc bấy giờ, Thánh Gioan Tẩy Giả nổi tiếng lắm. Người ta từ khắp nơi người ta tuôn đến nghe Ngài giảng, rồi xin Ngài làm phép rửa cho, nổi tiếng lắm. Còn Chúa Giêsu thì chưa mấy ai biết cả. Thế cho nên là mới có những đại diện tôn giáo ở Jerusalem đến hỏi Thánh Gioan: ông là ai? Và anh chị em để ý câu hỏi của người ta nhé: ông có phải là đấng Kitô không? Kitô, Messia, chúng ta vẫn dịch dễ hiểu, đấng cứu thế. Ông có phải là Elia không? Một vị tiên tri lớn ở trong Cựu Ước. Ông có phải là Môsê không? Một vị lãnh đạo nổi tiếng ở trong Cựu Ước. Để chúng ta hình dung đơn giản, nhưng mà Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện vào thời của chúng ta đó, thì người ta có thể đến hỏi Ngài: ông có phải là Chúa Giêsu không? Ông có phải là Giáo Hoàng Phanxicô không? Tôi nói như vậy để anh chị em thấy đó, là người ta đánh giá Thánh Gioan cao ghê lắm, cao lắm. Người ta đặt Ngài ở một cái địa vị rất cao, và tầm ảnh hưởng của Ngài rất lớn. Vậy mà làm sao Ngài sẵn sàng từ bỏ hết mọi sự? Ngài trả lời rất đơn giản và rõ ràng: tôi không phải là đấng Kitô, tôi không phải là Elia, tôi không phải là Môsê. Thế thì ông là ai? Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa. Khiêm tốn hết sức, sẵn sàng từ bỏ mọi sự để giới thiệu Chúa Giêsu. Cho nên thưa anh chị em, người ta tin bởi vì đó là một lời giới thiệu đáng tin.
Và đó cũng là điều chúng ta cần quan tâm. Mình là người Công giáo, là Kitô hữu, không những chúng ta có bổn phận phải giữ đạo, sống đạo, mà còn có bổn phận giới thiệu Chúa cho anh chị em mình. Người ta tin hay không tin, cái chuyện đó là quyết định của người ta. Nhưng mà bổn phận của chúng ta là phải giới thiệu. Nếu không sao người ta biết? Thánh Phaolô nói rất rõ. Làm sao người ta tin nếu không nghe nói tới? Làm sao nghe nói tới nếu không có ai rao giảng? Làm sao có người rao giảng nếu không có ai được sai đi? Chúng ta có bổn phận giới thiệu Chúa cho người khác đấy. Cái vấn đề là mình giới thiệu mà người ta có tin không? Thì Thánh Gioan cho mình thấy, để giới thiệu mà người ta tin đó, thì cần phải đi kèm với cuộc sống chứng tá, cuộc sống phù hợp với điều mà mình giới thiệu. Tôi xin lấy một minh họa cụ thể. Trong giáo phận của chúng ta nói riêng và cả Việt Nam nói chung, mỗi năm đều có khá nhiều người ngoại giáo, nhưng rồi quyết định theo Công giáo khi kết hôn với một người Công giáo. Anh chị em cũng thấy đấy, mỗi năm là có khá nhiều người như vậy. Thế thì bây giờ một người Tân Tông kết hôn với một người Công giáo, vậy thì sau khi kết hôn rồi, người ta có còn giữ đạo không? Có hai trường hợp. Có những anh chị em Tân Tòng sau khi kết hôn rồi giữ đạo và sống đạo rất tốt, xin lỗi, còn hơn là đạo gốc nữa. Tôi đã thấy nhiều lần còn hơn đạo gốc nữa. Có người nói đùa bảo đạo gốc mà nhiều khi chỉ là gốc cây. Và ngược lại, cũng có những trường hợp người Tân Tòng kết hôn với người Công giáo rồi ít lâu sau người ta bỏ luôn. Thì chúng ta có thể nói đến nhiều lý do lắm, nhưng mà không thể phủ nhận một lý do này, đó là đời sống của người vợ hay người chồng Công giáo. Một người Tân Tòng mà họ kết hôn với một người bạn đời là Công giáo, rồi họ thấy đời sống của người bạn đời Công giáo đó tốt lành, chu toàn ý, nghĩa vụ vợ chồng, rồi trách nhiệm làm cha làm mẹ trong gia đình, cư xử với mọi người rất là tốt lành, thì đức tin của người ta được hâm nóng, được nâng đỡ. Và ngược lại, nếu sau khi kết hôn và sống chung, người ta thấy người bạn đời Công giáo, xin lỗi, sao mà tệ quá, lôi thôi quá, còn bê bối hơn là người ta không theo đạo Công giáo nữa, thì tự nhiên ta cảm thấy đức tin nó lung lay, người ta chùn bước. Đấy là một thực tế thôi. Và tôi nói với anh chị em cái thực tế đó để minh họa cái điều mà lời Chúa nói hôm nay, minh họa điều mà Thánh Gioan Tẩy Giả nói với chúng ta hôm nay. Để giới thiệu Chúa mà người ta tin á, thì mình cũng cần phải sống cái đức tin mà mình giới thiệu cho người khác. Cái ước gì hình ảnh của Thánh Gioan Tẩy Giả sống động trong tâm trí chúng ta, để trở thành lời nhắc nhớ chúng ta bổn phận của mình giới thiệu Chúa cho anh chị em chung quanh bằng đời sống tốt lành, phù hợp với tin mừng Chúa Giêsu mà chúng ta giới thiệu và loan báo. Amen.